Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại đến với một kỳ tàng có sử dụng phối hợp giữa pháo mã và tốt khá là độc đáo. Nhưng hình cờ thì ta thấy bên đỏ lực lượng còn có pháo mã và tốt, còn bên đen thì lực lượng mạnh hơn một chút, còn có xe, pháo và mã. Bước đi đầu tiên của bên đỏ mà trong chúng ta ai cũng suy nghĩ đó là pháo hai bình của lô 7 để hầm bước tiếp là sẽ đâm xuống và sát cục. Như thấy nếu mà để né sát cục thì bên đen có những đường hướng như thế nào, nếu như mã mà bay lên thì pháo bắn tấn xuống chiếu tướng không lên được do có tốt ở đây. Còn nếu như mà suy nghĩ là tấn sĩ lên để nếu mà pháo chiếu thì sĩ 4 tấn 5 thì cũng được do lúc này pháo sẽ đâm mà xuống chiếu tướng không vào được do cạc mặt tướng ở đây. Vậy bên đen chỉ còn một đường duy nhất để có thể là giải sát, đó là dùng sang chiếu tướng tướng thứ một, sau đó lại bình qua để truy bắt pháo. Đến đây thì đỏ lại tiếp tục chơi tốc qua tấn một bắt tướng phải bình vào, sau đó thì lại kéo pháo qua để hầm là đâm xuống và chiếu tướng sát cục. Như thấy nếu mã nhảy về đỡ đi nữa thì chốt sẽ bình vào và sát cục ngay. Như vậy bên đen bắt buộc phải lại đem xe qua để truy bắt pháo. Pháo đỏ lại bình của lô 7, đang xe lại theo. Như thấy nếu mà pháo lại bình qua lô 1 thì đang cũng lại đem xe qua. Đây là một nước đi, là một nước tróc và một nước mờ đổi. Đây là bên đang đi đúng luật. Nếu cứ đi như vậy thì hình cờ sẽ đưa mình cơ hòa. Và bên đỏ suy nghĩ ra một nước rất hay, đó là pháo 7 lại bình vào lô 4, hầm bước tiếp là chốt bình vào và chiếu tướng sát cục. Đến đây thì mã sẽ có những cái đường nào mà có thể thoát đi, có thể là lô 5, lô 7 hoặc là lô 8. Nhưng mà nếu thoát một trong đường lô 5 và lô 7 chẳng hạn như là mã 6 tấn 5 thì sẽ bị thua ngay. Bởi lúc này mã 2 sẽ tấn 4 chiếu tướng, bắt buộc mã lại phải đem về lót. Lúc này thì chốt lại bình vào và chiếu tướng sát cục. Tương tự với trường hợp đó là mã 6 tấn lô 7. Do vậy chỉ còn một nước duy nhất để giải sát, đó là mã 6 lại tấn 8. Đến đây thì đỏ là chơi là mã 2 tấn 4 chiếu tướng. Sĩ không thể ăn lên được do mặt tướng ở đây, tướng thì lại cần không thể bình ra. Do vậy bên đen chỉ còn cách là lại đem mã về để kê cản. Bên đỏ lại nhanh nhẹn bình pháo qua để mà hầm chiếu tướng sát cục. Bên đen bắt buộc phải đem xe qua. Đến đây thì mã 4 lại thối với lũ 6 và vẫn đang hầm nước, đó là mã 6 tấn 7. Như thấy để đỡ nước mã 6 tấn 7 đang không thể mà dùng xe bình qua được, tại vì pháo sẽ đâm xuống và sát cục ngay. Do vậy chỉ còn cách là phải tấn mã lũ 5. Nếu mà mã 6 tấn 7 thì mã ở lũ 5 có thể là đem về và đỡ ngay. Đến đây thì pháo lại ranh mảnh cho một nước khai, đó là bình vào lũ 5, ngăn không cho con mã này có thể thấu về khi mà mã đỏ bắn díu. Đạt bắt buộc phải đem xe qua bên đường 3 để canh trước cái nước mà 6 tấn 7. Bên đỏ lúc này lại tung ra tuyệt chiêu cuối, đó là tướng 5 bình của lô 4. Đang hầm tuyệt chiêu phi đao chốt cửa sắt, chốt 3 bình 4 sát cục. Đến đây những tưởng như mình đang đã hết đường đỡ, nhưng mà vẫn còn một nước đi nữa, đó là xe tấn chiếu. Ta thấy nếu như bên đỏ mà thấu tướng 1 thì pháo sẽ đem qua cả ngay. Do vậy đến đây bên đỏ nhẹ nhàng tướng tấn 1 thì pháo lại đem vô sau đi tướng, để ngăn cái nước tiếp theo của bên đỏ, đó là bình chốt chiếu, mà vẫn không thoát được tại vì lúc này mã sẽ nhảy chiếu bắt xe phản về, sau đó thì lại dùng tướng ăn về pháo. Như thấy đến đây bên đang không thể nào hóa giải bước tiếp theo, đó là ở chốt 3 bình 4 và chiếu tướng sát cục. Đang cho dù còn một xe đây nhưng mà không có thể cứu được. Đúng là nước xa không thể cứu được nước gần. Clip của mình hôm nay cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để xem tiếp các clip tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.